thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa của hot TikToker Phan Thủy Tiên. Ngày 3 tháng 10, Tổ Thương mại điện tử thuộc Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường đã bất ngờ kiểm tra công ty cổ phần tập đoàn Genpali và tạm giữ hơn 10.000 chai nước hoa nghi nhập lậu, kinh doanh chủ yếu qua các nền tảng TikTok và Facebook. Công ty cổ phần tập đoàn Genpali ở tầng 1 tòa nhà Eco Green, số 286 Nguyễn Xiển, thành phố Hà Nội, nơi công ty này sử dụng để tổ chức bán hàng online và livestream. Nước hoa có mã vạch nước ngoài nhưng không có hồ sơ hợp lệ. Trong cuộc kiểm tra, hàng chục nhân viên cùng đại diện công ty bất ngờ trước sự xuất hiện của đoàn. Trên diện tích khoảng 1.000m, địa điểm này được bố trí đầy đủ các khu vực chuyên biệt như livestream, chốt đơn, tăng lượt xem ảo, đóng gói và kho hàng. Tại khu vực đóng gói, lực lượng chức năng phát hiện hai bao tải chứa hàng trăm đơn hàng nước hoa đang chờ vận chuyển đến khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Tổng cục Quản lý thị trường thông tin, các sản phẩm nước hoa thuộc nhiều nhãn hiệu như True Love, First Love, Mon Paris không có nhãn phụ tiếng Việt và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Một số sản phẩm còn có mã vạch với đầu số 697, dấu hiệu của hàng nhập lậu. Trong quá trình kiểm tra, công ty này chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng chưa thể cung cấp hóa đơn, chứng từ hợp lệ cho lô hàng nước hoa này. Theo đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, đây là một trong những vụ việc lớn gần đây liên quan đến các hot TikToker bán hàng. Nổi bật là tài khoản Phan Thủy Tiên với hơn 4 triệu người theo dõi trên TikTok Shop liên tục livestream bán nước hoa. Điểm đáng chú ý tại tổng kho bán nước hoa online này là các nhân viên ở đây tham gia rất tích cực vào hoạt động cày view cho các video giới thiệu sản phẩm trên TikTok và Facebook. Hoạt động này bao gồm việc sử dụng các máy tính được bố trí bài bản để tạo ra lượt xem ảo, tăng sự thu hút giả tạo cho các video quảng cáo. Những lượt xem ảo này giúp các video trông có vẻ thịnh hành hơn, được quan tâm hơn, qua đó thu hút nhiều khách hàng thật sự. Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cảnh báo, điều này đặt ra vấn đề về tính trung thực trong kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, khi nhiều người tiêu dùng có thể bị lừa bởi những con số lượt xem không phản ánh đúng chất lượng sản phẩm. Hiện đoàn kiểm tra vẫn tiếp tục phân loại, kiểm đếm và niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm để điều tra, xử lý theo quy định.